Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo Sputnik News, Tổng thư ký khối hợp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg cho rằng, việc Ukraine thua trong cuộc xung đột với Nga là rủi ro lớn nhất đối với liên minh này. Ngày 26 tháng 9, trong một cuộc phỏng vấn với hội đồng quan hệ đối ngoại, ông Stoltenberg nói: Trong xung đột không có lựa chọn nào không chứa đựng rủi ro. Vì vậy tôi không nói rằng những gì chúng ta làm là không chứa đựng rủi ro nào cả. Nhưng tôi muốn nói rằng rủi ro lớn nhất xảy ra nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin chiến thắng. Ông Stoltenberg nói thêm, Nga có khả năng ép buộc các đồng minh NATO một lần nữa nếu thành công ở Ukraine. Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì NATO dưới sự lãnh đạo của ông đã không làm được nhiều việc hơn nữa để giúp Ukraine. Tổng thư ký NATO cho biết thêm rằng Ukraine cần có sự đảm bảo an ninh đáng tin cậy để giải quyết xung đột với Nga trong dài hạn và tư cách thành viên NATO là sự đảm bảo đáng tin cậy nhất có thể. Trước đó, chỉ huy lực lượng biệt kích Akhmat cho biết, quân đội Nga đã thiết lập một hệ thống phòng thủ nhiều lớp, thách thức nỗ lực tiến công của lực lượng Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk. Thiếu tướng Ati Alaudinov, chỉ huy lực lượng biệt kích Akhmat, phó cục trưởng cục chính trị và quân sự của lực lượng vũ trang Liên bang Nga tuyên bố: "Chúng tôi đã thiết lập một số tuyến phòng thủ, dựa trên điều này, dựa trên điều này, Tôi nghĩ rằng đối phương đã nhận ra rằng họ không thể tiến xa hơn qua các công sự này. Họ thậm chí không thể tiến qua tiến phòng thủ đầu tiên của chúng tôi, nơi chúng tôi đang hiện diện. Ông Alaudinov nhấn mạnh rằng, ngay cả những đơn vị mà lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng triển khai đến khu vực này cũng phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Theo các nhà quan sát, Ukraine đang theo đuổi chiến lược tấn công và các kho vũ khí lớn bên trong lãnh thổ Nga nhằm chi phối cuộc phản công của Moscow ở Kursk cũng như chiến dịch tấn công của miền đông Ukraine. Ở một diễn biến khác, gần đây Bộ Quốc phòng Ukraine đã đề nghị Na Uy tham gia dự án Lữ đoàn phương Bắc trong cuộc gặp gỡ với giới chức nước này. Cũng trong buổi tọa đàm, Kiev đã kêu gọi người đứng đầu các doanh nghiệp sản xuất vũ khí của Đan Mạch, Iceland, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển hợp tác và đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Balanusa nói với những người tham gia sự kiện, các công ty quốc phòng và những nước Bắc Âu tham gia dự án Lữ đoàn phương Bắc sẽ có cơ hội chứng minh tính hiệu quả đối với vũ khí do họ sản xuất trên chiến trường thực sự. Hãy hợp lực để giành chiến thắng chung. Bên lề hội thảo, phái đoàn Ukraine đã có buổi làm việc với đại diện đến từ nhiều công ty công nghiệp quốc phòng, bao gồm Namo, Fjord Defense, FLIR, UAS, Kongsberg, Equipnor, Norens và Rentmeier. Ngoài ra, các quan chức quân sự Ukraine đã thông báo với đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Na Uy về sự cần thiết tăng cường viện trợ từ những nước đối tác. Trong bối cảnh căng thẳng, Ukraine mới đây đã bày tỏ lo ngại về chất lượng đạn dược do các đồng minh phương Tây cung cấp sau khi phát hiện một phần đáng kể đạn pháo không đạt tiêu chuẩn. Theo thông tin từ tờ Handelsblatt của Đức, các quả đạn không phát nổ như dự định, thay vào đó chỉ phát nổ cách nòng pháo từ 20 đến 60 mét, gây nguy hiểm cho binh sĩ và làm hỏng các hệ thống pháo. Vấn đề này khiến Ukraine lo ngại về hiệu quả và an toàn của lực lượng phòng thủ của mình trước các cuộc tấn công từ Nga. Loại đạn pháo gặp vấn đề được cho là do Mỹ cung cấp cho Ukraine, theo một sáng kiến của Cộng hòa Séc. Trong thư gửi tới Cộng hòa Séc, chính phủ Ukraine nêu rõ: "Trong quá trình sử dụng các loại đạn pháo này trong chiến đấu, nhiều vụ nổ đã xảy ra ở khoảng cách từ 20m đến 60m từ nòng pháo, gây ra thương tích cho binh sĩ và thiệt hại cho các hệ thống pháo. Nguyên nhân chính được cho là do các loại kíp nổ lỗi thời, cụ thể là M515 và M51A5, được phát triển từ thời Thế chiến 2." tỷ lệ đạn lỗi được ước tính là 0,05%, tức khoảng 5 quả đạn phát nổ sớm trên khoảng 10.000 quả được bắn ra. Tuy tỷ lệ này có vẻ nhỏ, nhưng nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các hoạt động chiến đấu, đặc biệt trong điều kiện tác chiến khắc nghiệt như ở Ukraine. Sự cố đạn nổ sớm không chỉ gây thương vong cho binh sĩ Ukraine, mà còn làm gián đoạn các kế hoạch quân sự. Đạn pháo là yếu tố quan trọng trong chiến thuật phòng thủ và tấn công của quân đội Ukraine. Việc không đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của các loại đạn này có thể ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của họ trên tiền tuyến. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt đạn dược, vào tháng 8 năm 2024, chính phủ Séc đã đề xuất mua 800.000 quả đạn từ các thị trường toàn cầu để hỗ trợ Ukraine. Đức trở thành nhà tài trợ lớn nhất khi cung cấp khoảng 180.000 quả đạn. Tuy nhiên, vấn đề đạn dược lỗi đã làm dấy lên câu hỏi về tính hiệu quả của việc cung cấp đạn dược. Chính phủ Séc xác nhận rằng một số ít đạn pháo gặp phải sự cố kỹ thuật, nhưng nhấn mạnh rằng những vấn đề này đã được khắc phục. Nhờ hợp tác với các nhà cung cấp, công ty sản xuất vũ khí CSG của Séc, đơn vị cung cấp đạn pháo cho Ukraine, cũng thừa nhận rằng một số loại đạn pháo gặp phải lỗi, nhưng chỉ trong một phần rất nhỏ trong tổng số đạn dược. Họ cho rằng, lỗi có thể xuất phát từ sự kết hợp không phù hợp giữa các thành phần đạn, chẳng hạn như kíp nổ và thuốc phóng. Việc sử dụng các bộ phận không tương thích có thể gây ra hiện tượng nổ sớm, làm giảm hiệu quả sử dụng của đạn pháo. Một nguyên nhân khác có thể liên quan đến việc đạn dược được lưu trữ quá lâu trước khi được gửi đến Ukraine. Theo một bài báo của tờ Financial Times, chính phủ Anh đã cung cấp cho Ukraine một số lượng đạn dược vốn được chỉ định để tiêu hủy nhằm tiết kiệm chi phí. Điều này có thể dẫn đến việc đạn không còn hoạt động đúng cách sau thời gian dài bảo quản. Hiện tại, Nga vẫn đang siết chặt vòng vây tại miền đông Ukraine, đặc biệt là Kharkov và Donbass, cũng như kiểm soát được nhiều vị trí chiến lược trong khu vực này. Cập nhật tình hình xung đột trên các tiền tuyến miền đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã chịu hàng nghìn thương vong trên các mặt trận tỉnh Kharkov và Donetsk. Cụ thể, tại tỉnh Donetsk, nhóm tác chiến phía nam đã giành được khu định cư Australia và Grigorovka và tấn công vào các lữ đoàn Ukraine ở Mykolaevka, Konstantinovka và Kurakhov khiến binh sĩ Ukraine thương vong. Bảy xe, một số hệ thống pháo bao gồm FH-70, D-20, pháo D-30. Nhóm tác chiến trung tâm đã tiến sâu hơn vào tuyến phòng thủ của Ukraine, tấn công vào các lữ đoàn Ukraine gần Klebanbik, Goniak, Yurianoi và Chebinovka, tỉnh Donetsk, khiến nhiều binh sĩ Ukraine thương vong cùng nhiều trang thiết bị quân sự bị hư hại. Nhóm tác chiến phía Bắc đã gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine ở thành phố Lipsy, Vopchansk và làng Vopchansky, Khutori thuộc tỉnh Kharkov và tỉnh Sumy, khiến Ukraine mất tới 3 xe tăng, một xe chiến đấu, bốn xe cơ giới cùng nhiều hệ thống vũ khí. Nhóm tác chiến Tây đã chiếm được các vị trí thuận lợi hơn, tấn công vào các lữ đoàn Ukraine cũng như ngăn chặn các cuộc phản công ở Kupiansk, Bohuslavka, Kolesnikovka, Krugliakovka và Lozovaya ở tỉnh Kharkov. Hậu quả là Ukraine mất tới 10 xe cơ giới, hai hệ thống pháo Vampire cùng nhiều trang thiết bị khác. Cùng thời điểm, Hãng thông tấn Ukraine form dẫn thông tin từ nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov cho biết, tình hình hoạt động ở tỉnh này vẫn còn nhiều thách thức khi lực lượng Ukraine đang tiếp tục chống lại áp lực của quân đội Nga. Ở thành phố Volchansk, một số binh sĩ Nga đã di chuyển đến các vị trí tiền tuyến, mặc dù tinh thần của quân đội Nga được cho là không cao. Một thành viên của cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR có bí danh là Viking cho biết lực lượng Ukraine đã bắt giữ khoảng 20 binh sĩ Nga và khiến vài chục người khác thiệt mạng trong một chiến dịch chiếm lại một nhà máy tổng hợp ở Vopchansk. Viking cho biết trận chiến kéo dài hơn một tuần, quân đội Nga đã pháo kích dữ dội và kháng cự rất quyết liệt. Cuối cùng, Ukraine đã giành lại được cơ sở này gần đây sau nhiều tháng nhà máy này nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Trong diễn biến liên quan tại tỉnh Kharkov, ở gần khu định cư Heliboke, Staritsia, Nga đang tìm kiếm các tuyến đường mới để hỗ trợ hậu cần cho các đơn vị tiền tuyến. Gần khu định cư Lukianshi, binh sĩ Nga đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái FPV. Hồi tháng 9 vừa qua, Ukraine đã đưa vào sử dụng máy bay không người lái với biệt danh là UAV phun lửa trong xung đột với Nga nhằm gia tăng lợi thế trên chiến trường. Mới đây nhất, video được tiểu đoàn 205 thuộc lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine chia sẻ trên Telegram đã cho thấy loại UAV này phun lửa xuống vị trí của quân đội Nga. Hình ảnh ghi lại một luồng sáng rực được nhìn thấy di chuyển trong bóng tối phía trên hàng cây dài. Phía dưới, những đám lửa lớn nhanh chóng bùng lên. Tuy nhiên, vị trí chính xác diễn ra vụ tấn công không được công bố. Đoạn video thứ hai còn cho thấy kết quả của cuộc tấn công được quan sát từ phòng điều hành của Ukraine. Trong video, cả hình ảnh nhiệt và màn hình thông thường đều cho thấy quy mô của vụ tấn công là rất rộng với khoảng cách dài. Máy bay không người lái rồng lửa mang theo một hợp chất là thơ mai. hỗn hợp này được làm từ bột kim loại thường là nhôm và oxy sắt hoặc gì sét. thơ mai không nổ nhưng tạo ra nhiệt ở nhiệt độ cực cao hơn 2.200 độ C tương đương 4.000 độ F đến mức nó có thể đốt cháy và phá hủy hầu hết mọi vật liệu quần áo cây cối lá cây sắt thép thậm chí cả xe quân sự nó cũng có thể cháy dưới nước. Đối với con người, vũ khí này có thể gây tử vong hoặc gây bỏng nặng, tổn thương xương. Nó cũng có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp và chấn thương tâm lý. Theo tổ chức phi chính phủ Anh Action on Armed Violence (AOAV), việc kết hợp thơ mai với máy bay không người lái có độ chính xác cao có thể vượt qua các biện pháp phòng thủ truyền thống. Điều này khiến những UAV rồng lửa rất hiệu quả và nguy hiểm. Máy bay không người lái rồng lửa có xu hướng bay thấp vì thermi sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi tiếp xúc gần với mục tiêu. Ngoài việc gây ra thiệt hại đáng kể cho đối phương, vũ khí này cũng có khả năng hỗ trợ các đơn vị Ukraine thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Các nhà phân tích cho biết khi lớp lá cây bị đốt cháy, hoạt động ném bom có khả năng sẽ chính xác hơn. Tờ DWK đưa tin các nhà nghiên cứu nguồn mở phát hiện UAV rồng lửa đã được sử dụng ở Zaporizhia cũng như ít nhất một lần ở vùng biên giới Kursk của Nga. Cũng theo DWK. Nga có thể cũng đã sản xuất phiên bản UAV dòng lửa của riêng mình để đáp trả đối phương. Mục tiêu của Ukraine khi sử dụng chiến thuật tấn công mới là chưa thể xác định, nhưng thiết bị này được cho nhằm gây ra thương tích nặng và nỗi kinh hoàng cho nạn nhân của nó. Ukraine mới đây tuyên bố, các lực lượng nước này đã phá hủy một trong những hệ thống phòng không tầm trung mới nhất của Nga, trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở khu vực Kursk. Trong thông báo đăng tải trên trang X, chính phủ Ukraine nêu rõ các binh sĩ Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không Buk M3 của Nga. Kiev cũng đăng tải đoạn video cho thấy cuộc tấn công vào hệ thống phòng không này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho rằng cuộc tấn công dường như được tiến hành tại một địa điểm ở phía đông thành phố Rinsk ở Kursk. Ukraine được cho là đang kiểm soát khu vực phía đông nam của tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Ukraine không nêu rõ thời gian hoặc đơn vị tiến hành cuộc tấn công này. Nhưng tiểu đoàn phụ trách các hệ thống không người lái 413 cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M3. Trước đó, Ukraine cho biết tiểu đoàn 413 đang hoạt động tại Kursk. Hồi tháng 6, tổ chức Kamik Alive, một tổ chức phi chính phủ của Ukraine, công bố một đoạn video và cho biết máy bay không người lái UAV cảm tử Blitz đã di chuyển hơn 30 km từ tiền tuyến để tấn công hệ thống phòng không Buk của Nga, Buk-M3 là biến thể tiên tiến nhất của dòng hệ thống tên lửa BUK do tập đoàn quốc phòng Armas Antey của Nga phát triển từ những năm 1990. Năm 2016, BUK-M3 được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga. Hệ thống này được thiết kế để chống lại vô số mối đe dọa trên không, bao gồm tên lửa hành trình, bom thông minh, máy bay trực thăng cũng như máy bay không người lái. Hệ thống BUK-M3 đã trải qua những cải tiến đáng kể so với các hệ thống tiền nhiệm. Một trong những tính năng chính của Buck M3 là các linh kiện điện tử tiên tiến và hệ thống hỏa lực mới có mức độ nguy hiểm cao hơn. Buck M3 sử dụng tên lửa 9M 317M mới với tầm bắn được tăng lên đáng kể và hiệu suất tổng thể được nâng cao so với các phiên bản trước đó. Tên lửa có trọng lượng 795 kg với khối lượng đầu đạn nặng 62 kg, có khả năng tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không ở cự ly từ 2,5 đến 70 km tốc độ 3.000m một giây, ở độ cao từ 15m đến 35km. Nga và Ukraine gần đây tăng cường tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ nhau, trong đó có hạ tầng năng lượng. Viện Kinh tế Kiev ước tính, kể từ đầu xung đột, các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine đã gây thiệt hại 16 tỷ đô la Mỹ. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc rằng Nga đã phá hủy tất cả các nhà máy nhiệt điện, và hầu hết các năng lực sản xuất thủy điện ở Ukraine. Nga đã tiến hành 9 cuộc tấn công phối hợp vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8, tấn công các mục tiêu tại 20 khu vực. Theo Bộ Năng lượng Ukraine, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2024, các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã hứng chịu 1.024 cuộc tấn công từ Nga theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, tình trạng thiếu điện của Ukraine có thể lên tới 6 GW vào mùa đông năm nay do các cuộc tấn công. Ông Zelensky cáo buộc Nga muốn gây ra cuộc sống khó khăn cho hàng triệu dân thường, các gia đình, thị trấn, làng mạc ở Ukraine. Trước đó vào tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã tuyên bố rằng 9 GW công suất phát điện ở Ukraine đã bị phá hủy, tương đương với 80% sản lượng điện nhiệt và 1 phần 3 sản lượng thủy điện. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Kaluschenko chỉ rõ rằng nước này đã mất một nửa công suất phát điện, không đủ để cầm cự qua mùa đông và nhập khẩu điện sẽ không đủ để bù đắp thiếu hụt. Ông Zelensky nói, ông Putin muốn bỏ mặc họ trong bóng tối và giá lạnh mùa đông này buộc Ukraine phải chịu đau khổ và đầu hàng. Hãy tưởng tượng xem, đất nước của các bạn với 80% hệ thống năng lượng đã biến mất, với một phần mạng lưới bị phá hủy như vậy, cuộc sống sẽ ra sao? Trước đó, ông Zelensky cáo buộc Nga đang dùng vệ tinh chụp ảnh ba nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy Moscow muốn tấn công những mục tiêu này. Tuy nhiên, phía Nga chưa bình luận về cáo buộc trên từ phía Ukraine. Vào đầu tháng 9, Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cũng đã công bố dự báo của ông Yuri Koronchak, một chuyên gia thuộc Viện Chiến lược Năng lượng Ukraine. Theo đó, người dân Ukraine có thể không có điện sưởi ấm và thắp sáng tới 20 giờ một ngày trong mùa đông sắp tới. Điều này có thể xảy ra nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục kết hợp với các điều kiện khác. Theo dự báo lạc quan của chuyên gia, tình trạng mất điện có thể kéo dài tới 12 giờ mỗi ngày. Vừa qua, Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây của Ukraine đã công bố video về cuộc tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của hệ thống phòng không Skynex do Đức cung cấp. Mặc dù Ukraine nhận được hệ thống phòng không Skynex đầu tiên do tập đoàn Renmeto phát triển vào tháng 4 năm 2023, nhưng việc sử dụng chúng trong hoạt động của quân đội nước này vẫn chưa được tiết lộ. Hình ảnh do Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine công bố cũng tiết lộ nhiều khía cạnh hoạt động khác nhau của hệ thống Skynex. Đáng chú ý là lực lượng vũ trang phía Kiev sử dụng hệ thống Skynex như một nền tảng cố định Cấu hình này giúp đơn giản hóa việc bảo dưỡng khung gầm, vốn chỉ cần thiết cho mục đích vận chuyển chứ không phải để chịu được áp lực khi bắn. Ngoài ra, video còn cho thấy quá trình nạp đạn của hệ thống này. Một băng đạn chứa 7 viên cơ 35 x 228 mm, khối lượng 1,7 kg mỗi viên với đầu đạn 750 g. Đạn có vận tốc đầu nòng 1.050 m một giây, tương đương 3780 km một giờ và có thể đạt tầm bắn tối đa 5 km chỉ trong 8,2 giây. Scanex có khả năng theo dõi mục tiêu tự động nhờ hệ thống quang điện tích hợp với radar. Hệ thống này sử dụng radar giám sát XTR 3D có khả năng phát hiện mục tiêu cách xa tới 50 km. Bộ phận khai hỏa của Scanex là một mô đun chiến đấu không người lái được điều khiển từ xa từ một sở chỉ huy riêng biệt. Scanex được phát triển dựa trên hệ thống Sky Ranger được thiết lập để trở thành nền tảng của phòng không ở một số quốc gia EU. Hệ thống cực kỳ linh hoạt này có thể sử dụng nhiều cỡ nòng khác nhau từ 30mm đến 35mm, có thể phóng tên lửa phòng không như Iris T, AIM-9X hoặc Stinger. Song song với đó, video do Ukraine đăng tải cũng cho thấy Skynex được trang bị ở phía đằng sau xe tải cùng hệ thống vũ khí Oelicon Revolver Gun MK3 được gắn ở phía sau khung gầm. Tháp pháo được trang bị một khẩu pháo ổ quay 35mm, Oelicon MK3 35mm được sử dụng trong hệ thống phòng không Skynex có tầm bắn hiệu quả 4.000m, tốc độ bắn 1.000 phát một phút. Đối với những mục tiêu trên không, pháo 35mm có tầm bắn tối đa 3.500m và 5.000m đối với mục tiêu trên bộ. MK3 sử dụng đạn AH 35mm có thể lập trình đồng thời để bắn trúng cả những mục tiêu nhỏ nhất. Theo truyền thông Israel, ngoại trưởng israel israel kass đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng sắp đạt được lệnh ngừng bắn tại mặt trận phía bắc giữa quân đội israel và phong trào hezbollah ở liban trong một tuyên bố ngoại trưởng israel khẳng định quân đội israel sẽ tiếp tục tấn công hezbollah một cách mạnh mẽ cho tới khi giành được chiến thắng và đưa những cư dân ở khu vực phía bắc phải đi sơ tán được trở về nhà an toàn ông israel kass hiện được thủ tướng israel benjamin netanyahu giao quyền điều hành chính phủ israel trong thời gian ông Netanyahu tới Mỹ để dự cuộc họp đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngay trước tuyên bố của Ngoại trưởng Israel Katz, Văn phòng Thủ tướng Israel cũng ra thông báo khẳng định thông tin về việc sắp đạt được lệnh ngừng bắn giữa quân đội Israel và Hezbollah là không đúng sự thật. Thông báo nêu rõ, Thủ tướng Netanyahu vẫn chưa phản hồi với đề xuất ngừng bắn do Mỹ và Pháp đưa ra. Đồng thời, thông báo cũng bác bỏ thông tin do kênh số 12 của Israel công bố trước đó nói rằng Thủ tướng Netanyahu đã yêu cầu quân đội giảm tần suất các cuộc không kích vào Liban trong thời gian đàm phán ngừng bắn diễn ra. Về phần mình, quân đội Israel thông báo vừa mở thêm một đợt không kích mới vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban, song không cho biết thêm chi tiết. Trước đó, quân đội Israel cũng tuyên bố đã tấn công 75 mục tiêu Hezbollah trong đêm 25 tháng 9, dạng sáng ngày 26 tháng 9. Tại Liban, Bộ Thông tin nước này xác nhận không quân Israel đã oanh tạc một số khu vực trong đó có một cửa khẩu trên đường biên giới giữa Liban và Syria. Tuy nhiên, chưa có thông tin về thiệt hại trong các cuộc không kích mới nhất của Israel và Liban. Ở diễn biến liên quan, giới chức Liban cho biết trong cuộc không kích của Israel vào Thung lũng Bekaa, phía đông Liban sáng 26 tháng 9 đã gây thương vong cho người dân Syria. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã đánh sập một cây cầu trên biên giới giữa Liban và Syria. Theo các nhà chức trách Liban người Syria thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel là các công nhân và người thân trong gia đình của họ. Ngôi nhà các nạn nhân bị tấn công nằm gần thành phố Baanbek thuộc thung lũng Bekha ở phía đông Liban gần biên giới Syria. Giới chức Liban khẳng định đây là cuộc tấn công đơn lẻ khốc liệt nhất trong chiến dịch không kích quy mô lớn mang mật danh mũi tên phương Bắc của Israel vào Liban bắt đầu vào sáng sớm ngày 23 tháng 9 vừa qua. Bên cạnh đó, quân đội Israel cũng tuyên bố Mở thêm đợt không kích mới vào Liban vào trưa 26 tháng 9 theo giờ địa phương. Một trong các mục tiêu tấn công là một cây cầu trên đường biên giới giữa Liban và Syria. Quân đội Israel khẳng định cây cầu này được Hezbollah sử dụng để buôn lậu vũ khí từ bên ngoài vào Liban. Giới phân tích khu vực lo ngại Israel sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc không kích vào Liban trong thời gian tới, sau khi giới chức Israel tuyên bố chưa có kế hoạch ngừng bắn theo đề xuất quốc tế, đồng thời tái khẳng định quyết tâm duy trì tấn công mạnh mẽ chống Hezbollah để đạt được mục tiêu khôi phục an ninh tại khu vực biên giới chung Israel Liban. Quân đội Israel mới đây tuyên bố các tiêm kích của họ đã nhắm mục tiêu và hạ sát ông Mohamed Sru, chỉ huy đơn vị thiết bị bay không người lái drone của nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Hezbollah sau đó xác nhận ông Mohamed Sru, 51 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Theo hãng thông tấn National News Agency của Liban, ba tên lửa đã nhắm vào một căn hộ trong tòa nhà 10 tầng ở ngoại ô Beirut. Đây là cuộc tấn công thứ tư trong một tuần của Israel nhằm vào các chỉ huy Hezbollah tại khu vực đông dân cư gần Beirut, một trong những thành trì của nhóm này. Bộ Y tế Liban cho biết hai người cũng thiệt mạng trong vụ tấn công và 15 người bị thương, trong đó có một phụ nữ trong tình trạng nguy kịch. Ông Sru, sinh năm 1973, nghiên cứu toán học và là cố vấn cấp cao được Hezbollah cử sang Yemen để huấn luyện hậu thi. Đây là vụ tấn công thứ tư trong vòng một tuần qua nhắm vào các chỉ huy của Hezbollah tại khu vực dân cư Đông Đúc. Ít ngày trước, quân đội Israel cho biết các cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban đã tiêu diệt ông Ibrahim Qibasi, người mà họ cho là chỉ huy lực lượng tên lửa của phong trào Hezbollah. Đây là một phần của cuộc không kích mở rộng nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah trên khắp miền Nam Liban. Lực lượng phòng vệ Israel IDF nêu rõ, không quân nước này đã triển khai hơn 250 máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch không kích chưa từng có vào Liban. Chiến dịch với mật danh Mũi tên phương Bắc đã phá hủy một lượng lớn vũ khí và khí tài của Hezbollah, làm thay đổi cán cân lực lượng tại khu vực biên giới chung Israel-Liban. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant, các cuộc tấn công đã làm suy yếu lực lượng Hezbollah Hezbollah đã phải chịu một loạt đòn giáng vào bộ chỉ huy và kiểm soát các chiến binh và các phương tiện chiến đấu. Đây đều là những đòn giáng nghiêm trọng. Cuộc tấn công mới của Israel nhằm vào phong trào Hezbollah đã làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột kéo dài gần một năm giữa Israel và phong trào Hamas ở giải Gaza có thể lan rộng ra toàn Trung Đông, nhất là khi Israel chuyển trọng tâm tấn công sang biên giới phía Bắc sau các cuộc phóng tên lửa của phong trào Hezbollah. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ Liban đang bên bờ vực nguy hiểm. Người dân Liban, người dân Israel và người dân thế giới không thể để Liban trở thành một giải Gaza khác. Vừa qua, nhóm vũ trang Hezbollah tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo Quadr-1 nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad ở ngoại ô thành phố Tel Aviv của Israel để đáp trả vụ nổ máy nhắn tin của nhóm này tại Liban. Tên lửa Quadr-1 bị chặn gần Tel Aviv, nhưng nó đánh dấu nhiều cột mốc đầu tiên Ý đây là lần đầu tiên Hezbollah phóng thứ mà họ nói là tên lửa đạn đạo với Israel. Lần đầu tiên một tên lửa từ Liban bay đến gần Tel Aviv và lần đầu tiên thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thực hiện lời hứa sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào Beirut bằng cách phóng tên lửa vào Tel Aviv. Lần đầu tiên này cũng đã để lại những nỗi lo lắng lớn trong lòng người dân tại thành phố có 470.000 dân cư này, bất chấp phía lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã đánh chặn thành công quả tên lửa này. Anh Alan Newbach, cư dân ngoại ô tel aviv và có văn phòng làm việc nằm cạnh trụ sở mossad đã chia sẻ suy nghĩ của mình về sự kiện chúng tôi vội vã chạy qua ba tầng nhà để xuống hầm trú ẩn thật đáng sợ anh nevách cũng cho biết tôi sợ những quả đạn này vì biết chúng mạnh và chính xác hơn ý so sánh tên lửa của hezbollah với hamas không chỉ anh nevách mà sống trong lo sợ là tình cảnh chung của nhiều người đang sinh sống và làm việc tại thủ đô tel aviv người phát ngôn chính phủ israel ông david menser nói rằng hàng triệu người dân đã phải xuống hầm trú ẩn vì vụ tập kích của Hezbollah. Ông nói, tên lửa tầm xa của Hezbollah đã phóng bừa bãi vào hàng triệu người dân của chúng tôi. Thậm chí, có những người tự cho là đã quen với cuộc sống gần khói lửa, cũng không thể giữ được bình tĩnh. Điển hình như Noam Nadler, sinh viên luật 27 tuổi, cho biết, cô đến từ miền Bắc Israel, nơi các cuộc giao tranh biên giới diễn ra gần như hàng ngày. Tuy nhiên, cuộc tập kích tên lửa của Hezbollah vẫn khiến cô thấy sợ. Cô Nadler chia sẻ, Tôi đã sống ở miền Bắc đất nước gần như trong suốt những năm tháng cuộc đời, nên cứ nghĩ rằng mình đã quen với điều đó. Nhưng khi tên lửa bay tới miền Trung, điều đó thực sự đáng sợ hơn. Đây là đòn tấn công lớn hơn trước, có vẻ tình hình đang rất phức tạp. Trong khi đó, theo tuyên bố của Hezbollah, thì nhóm này chỉ phóng một quả tên lửa Quad đường 1 nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad ở ngoại ô Tel Với sức mạnh quân sự của Israel, tên lửa của Hezbollah cho dù là tên lửa đạn đạo, cũng luôn có khả năng bị phòng không Israel đánh chặn nhóm vũ trang Liban cũng biết rõ điều này. Khi nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah ngày càng tăng, thì phát bắn duy nhất vào trung tâm kinh tế và công nghệ của Israel có thể được coi vừa là lời đe dọa, vừa là thông điệp chấm dứt xung đột. Hezbollah chưa thực sự bắt đầu cuộc chiến, nhưng với kho vũ khí gồm nhiều loại tên lửa tầm trung và tầm xa, cuộc tấn công vào Tel Aviv vừa qua dường như là một tín hiệu thể hiện sức mạnh mà họ có thể tạo ra. Sau hàng loạt cuộc tấn công vào Liban và các khu vực dân sự ở Gaza. Israel đã cáo buộc Hamas và Hezbollah giấu vũ khí quân sự tại đó. Tel Aviv cũng tuyên bố Hamas ẩn náu trong hoặc gần trường học, bệnh viện. Theo đó, Israel tiếp tục sử dụng lại kịch bản trên khi tuyên bố tương tự về những ngôi nhà ở miền nam Israel rằng chúng đang được Hezbollah sử dụng. Phía Tel Aviv cũng tung bằng chứng là các bức ảnh về đạn dược của Hezbollah được cất giấu trong nhà người dân và gọi đó là lý do để trên diện rộng nhằm vào các khu dân cư trên khắp Liban ngoài ra israel đã gửi thông báo sơ tán cho công dân liban trước khi tấn công vào các mục tiêu israel cho rằng các thông báo trên giấy tin nhắn văn bản và cuộc gọi đến người dân liban là bằng chứng cho thấy tel aviv đang cố gắng tránh thương vong cho dân thường trên thực tế hamas và hezbollah là hai lực lượng khác biệt ở liban hezbollah là một phần của bức tranh ghép lớn hơn về chính trị và quân sự không giống như gaza liban chỉ hiện diện trong các hệ thống quản lý và tài chính quốc tế Mối liên hệ giữa Gaza và Hamas với trật tự quốc tế chủ yếu thông qua viện trợ do các tổ chức như Liên hợp quốc cung cấp. Nhưng Hamas kiểm soát hoàn toàn Gaza và phải duy trì một xã hội và cơ cấu quản lý hoạt động. Ông Yosef Munayer từ Trung tâm Arab Washington DC nhận định: Mặc dù Hamas và Hezbollah khá khác biệt, nhưng Israel vẫn dùng chung một chiến thuật bởi Tel Aviv cần một kết thúc nhanh chóng và cho rằng phương pháp này sẽ hiệu quả. Tại Gaza, Hamas đã sống sót sau một năm bị Israel tấn công bằng cách dựa vào mạng lưới đường hầm của mình. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố lực lượng này sở hữu một mạng lưới đường hầm rộng lớn ở Liban với rất nhiều đạn dược bên trong. Israel sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn ở Liban, một phần vì Hezbollah mạnh hơn. Về điều này, ông Munayer phân tích, vì vậy họ đang sử dụng cùng loại chiến thuật mà họ đã sử dụng ở Gaza. Đây là một phần trong chiến lược của Israel nhằm gây áp lực lớn lên Hezbollah. Tuy nhiên, Hezbollah ước tính có khoảng 150.000 tên lửa và rocket, bao gồm một số tên lửa có thể đi sâu vào lãnh thổ Israel. Mặc dù hệ thống phòng không vòm sắt của Israel đã thành công đáng kể trong việc vô hiệu hóa mối đe dọa rocket từ Gaza, nhưng nó có nguy cơ không hoạt động hiệu quả trước một loạt tên lửa tinh vi hơn trên diện rộng. Trong quá khứ, Israel đã cần sự giúp đỡ từ Mỹ, Anh, Pháp và Jordan để chống lại một cuộc tấn công trực tiếp từ Iran hồi tháng 4 năm nay, khi 150 tên lửa và 170 thiết bị bay không người lái cùng tiến đến. Theo Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden và người đồng cấp Pháp ông Emmanuel Macron đã có cuộc hội đàm bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong đó, hai nhà lãnh đạo thảo luận về nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah ngăn chặn bùng phát một cuộc chiến rộng hơn. Ngay sau cuộc hội đàm, Paris đã công bố đề xuất tạm hoãn xung đột giữa Israel và Hezbollah Tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cụ thể, ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot công bố đề xuất chung của Pháp và Mỹ về lệnh ngừng bắn tạm thời trong 21 ngày giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban để tạo điều kiện tiến hành đàm phán. Ông Barrot khẳng định: "Điều cấp bách hiện nay là tất cả bên liên quan phải quyết tâm tham gia nỗ lực giảm căng thẳng. Chúng tôi hy vọng đề xuất ngừng bắn sẽ được chấp thuận ngay lập tức." Ông Barrot cũng cho biết Mỹ, Pháp đã tham khảo các bên về những tiêu chí cuối cùng cho giải pháp ngoại giao để thoát khỏi khủng hoảng. Đồng thời nhấn mạnh, vẫn còn khả năng ngăn chặn xung đột bùng phát thành chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, các nội dung chi tiết của đề xuất này chưa được công bố. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đồng thuận với ý tưởng khi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Liban, đồng thời cảnh báo địa ngục đang mở ra. Phát biểu khai mạc phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Guterres đã bày tỏ lo ngại về sự leo thang xung đột tại Liban sau các cuộc không kích của Israel, đồng thời kêu gọi tăng cường các nỗ lực ngoại giao để đạt ngừng bắn tạm thời. Trước lời kêu gọi, Israel cho biết Tel Aviv hoan nghênh hoạt động ngoại giao trong vấn đề Liban, nhưng tuyên bố sẽ theo đuổi mục tiêu làm suy yếu Hezbollah. Căng thẳng ở Trung Đông tuần qua đã diễn biến nghiêm trọng với hàng loạt sự kiện gây thương vong lớn loạt vụ nổ thiết bị liên lạc của lực lượng Hezbollah ở Liban khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương. Nhóm vũ trang Liban cáo buộc Israel là thủ phạm, song Tel Aviv không phủ nhận hay xác nhận. Chưa dừng lại tại đó, khi mà hàng loạt vụ tập kích qua lại lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah đã xảy ra trong những ngày sau sự kiện nổ thiết bị liên lạc. Đỉnh điểm là trận không kích quy mô lớn của Israel vào miền Đông và miền Nam Liban cách đây không lâu khiến ít nhất 565 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương.